vô luôn. Welcome all of Songkran Princess. I speak like when you say Songkran Princess, but it's really true. They're very, very beautiful. And please welcome our performance. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
You Bangladesh. Mày ví dụ như oh, muốn ngồi okay. Lại thì ngồi vô chung với là Bangladesh. Bangladesh. Còn bên đây là bán đồ, nó làm đồ ở chỗ giống như cúng rồi này kia. Họ cho xì sụp. Đây cũng có cúng dường nữa nè. Còn đây là mua cái cây. Cái cây này gì nè? Làm gắn thứ ngày thứ chủ nhật thứ hai. Thứ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư. Coi như thứ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư cầu nguyện cho mỗi ngày. Được tốt đẹp. Ta mua cái cây stick này nè. Và không phải mua mà ta lấy cái cây này nè. Cái ta gắn tiền lên. Mỗi một cái cây như vậy là thứ hai, chủ nhật bắt đầu là cái ngày chủ nhật. Ta bỏ tiền vô cái ta gắn vô cái cây này. Cái này bỏ tiền nhiêu thì tùy tâm thôi. Như nhiều người bỏ 1 đồng, nhiều người bỏ 5 đồng. Nó có 7 ngày coi như là chủ nhật đến chủ nhật đến thứ hai là giống như mỗi một cái chỗ là cầu cho mỗi ngày được giống như bình yên hay là may mắn hay là gì đó. Còn kia là giống như lấy nước và gửi lên tượng Phật cho cầu cũng như sức khỏe, may mắn, tài lộc cái gì đó. Nước đây nè. Rồi.
này chiều Songkran 2024. Giống như là cái Tết của Hoàng Thái giống vậy. Lễ hội của người Thái. Thì Jen đi ra ngoài trước, quay ngoài trước cho các bạn coi nha. Mình vô trong đây cũng có bậc kinh phía bên hông nữa nè, rất là rộng lớn. Chùa Thái Lan này rất là lớn, có thể vô vô thẳng vô chính điện, vô thẳng vô cái chùa. Cái này là trước thiết kế theo chùa của Thái Lan, rất là đẹp. Còn đây là cổng chánh. Chùa này tên là Wat Nawam Tharapit Meditation Center ở Rehem của Massachusetts. Ok, giờ đi vô chánh điện nha các bạn. Bước vô thì cũng có cái quầy tiếp tân. Cái này là cái mô hình của cái chùa. Ở đây có 3 lầu. Lầu 3 là lầu tượng temple, cái main center. Lầu 2 là nhà thiền. Lầu 3, lầu 1 thì ngay chỗ thư viện. Có thể đi thang máy lên và đi cầu thang lên. Chen lên lầu 3 quay cho các bạn coi nha. Này, Chen đi cầu thang lên. Này lầu 2 thì ngay chỗ thuyền. Giờ mình lên tới lầu 3. Thiết kế rất là xinh xảo, rất là đẹp. Này thuộc về là cái chánh điện. Có ba ngã vô thì ngã chánh hoặc là ngã đi hai bên. Còn hai bên hông này là giống như cái hallway để giống như ngắm cảnh đó này á. Giờ mình đi vô trong. Cái main temple thì nằm trên cái lầu 3. Nhìn trên cái trần nhà nè các bạn, thiết kế rất là đẹp, toàn là vàng không, vàng ở dưới thì dán gạch marble. Cái này là ở ngoài ngoài chánh điện, và hai bên đông thì bạn có thể đi tham quan vòng vòng.
Còn ở ngoài này, ở ngoài balcony là ngoài là mình có thể ra ngoài, nhưng mà giờ người ta đóng cửa rồi thì cứ ra ngoài mình coi cảnh ở ngoài. Thôi giờ mình đi xuống lầu 2 nha. Còn cái này là lầu 2, là trong đây là thuyền, mình có thể vô tham quan được. Còn hai bên hông là giống như ở bên mình có thể đi vòng vòng cái view của cái chùa. Ở trong đây là để người ta thiền á, thì trong đây thì cũng có cái Phật, tượng Phật. Trong đây có cái tượng Phật mà. Phật Thích Ca ngồi. Rồi cũng có cái chỗ cho mình ngồi để ngồi thuyền á. Còn đây là vua Thái Lan. Ở trong đây rất là yên tĩnh. Tham quan cái chỗ thuyền rồi mình đi xuống lầu 1 để coi thư viện của Phật Phật giáo Thái Lan nha các bạn. Thư viện của chùa Thái Lan, thư viện Phật Phật giáo. Mình vô đây mình đi từ từ ha. Đây là hoàng gia, hình ảnh của hoàng gia. Này công chúa Xuân Giang. Trong đây rất là yên tĩnh. Chỗ này giống như cái thư viện. Là cái thư viện của Phật giáo nhỏ. Chào các
này là cái sân này, sân chính giữa vòng quanh là cái chùa. So as you can see on the stage here, we are setting up the band, which is this